Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum. Hôm nay em xin lên cho anh chị em hai con bếp từ nhé. Một con thanh lý, một con ok, bán bảo hành đàng hoàng cho anh chị em. Con này thì thật thanh lý nên là sẽ không bảo hành. Con bếp từ dương này, thanh lý này, con âm này thì bán này. Rồi, trước mặt anh chị em là một con bếp từ âm size 60 hiệu Natinan, mã KZ321GE anh chị em nhé. KZ321GE. Thì tại sao là em rất hay bán cái hàng này? Bởi vì nó cực kỳ trâu bò luôn anh chị em. Nó cực kỳ trâu bò luôn. Anh chị em có xài chắc khoảng đến vài chục năm nữa chứ nó chưa hư đâu. Đấy, 10 đến 15 năm nữa chắc nó chưa hư đâu. Bởi vì cái dòng này nó trâu như con ma ấy. Đấy, dòng này là trâu như con ma này. Đó. Cực kỳ trâu luôn anh chị em nhé. Dòng na này thì rất là trâu bò. Đó, thì nồi đồng cối đá mà, giá thành rẻ nữa. Giá ngang tiền một cái bếp ga thôi. Đó, thì đây thì vào vấn đề chính thì hai con bếp này là con bếp âm size 60, một hai bên 2K này, hai bên từ 2K, một hồng ngoại 1,2K, một lò nướng này. Đây, ngoại hình tổng quan của bếp này rất đẹp anh chị em nhé. Cho anh chị em xem này. Đó, đây. Và lưu ý nhá, bếp này thì zin là nó chạy điện 220V luôn anh chị em nhá. Zin là chạy điện 200V của Nhật. Về Việt Nam mình chạy 220V luôn anh chị em nhá. Đó, zin là chạy 200V, không quấn, không làm gì lại nhá anh chị em. Nhiều anh chị em cứ hỏi là em làm lại hay không, nhưng mà cái bếp này là zin nó là như vậy chứ không cần làm lại gì nhá anh chị em nhá. Đó, zin như vậy cắm thẳng điện trực tiếp 220V anh chị em nhá. Đây, lò nướng của con bếp này. Lò nướng thì gồm khay nướng inox và men anh chị em nhá. Bên trong học nướng này. Học nướng 2 tầng nhá anh chị em nhá. Học nướng này, học nướng 2 tầng. Đấy, 2 tầng nên là chín rất là ngon. Sạch cưng tưng từng từng luôn anh chị em nhá. Rất là sạch nhá. Bên trong rất sạch này. Đó. Đây, cấu hình ngoại quan của bếp đó. Thì chỉ có như vậy thôi. Thì đây em sẽ test cho anh chị em xem. Đây, bếp thì em đã dán sẵn là bếp trái, bếp phải rồi hồng ngoại rồi chiên xào rồi. Thì em có dán lên thôi. Đó, thì đây. Đây là công tắc bật nguồn của bếp này. Đó. Thì đây là em sẽ test bếp bên bên trái trước anh chị em nhé. Bếp bên trái trước này. Lưu ý nhé, về thì anh chị em nhà sản xuất người ta mặc định ở mức 5, anh chị em cứ để mức 5 cho em nhé. Đây là em test bếp nên em cho lên mức 6 nhé. Đó, đây là rất là nhiều nước anh chị em nhìn này. Cái mực nước nó đến tận số 3 rồi này. Đó, rất là nhiều nhá. Nên là test thế này thì rất là ngoại quan rồi anh chị em yên tâm. Và cái bếp này thì lưu ý em bán cho anh chị em là hỗ trợ là linh kiện suốt đời bếp nha anh chị em nhé. Hỗ trợ linh kiện suốt ở bếp. Đấy, bảo một con bếp này nó hư thì nó hơi khó, nhưng mà đồ linh kiện thì em rất là nhiều. Bởi vì những con bếp bể mặt á, em về là sẽ có những con bếp nó bị bể mặt. Đấy, đây là linh kiện bếp em rất là nhiều. Anh chị em cứ yên tâm mà xài nhá. Hỗ trợ linh kiện suốt ở bếp. Đấy, 5 tầm liền luôn thấy không? Cực kỳ nhanh nhá. Để mà nói thì bếp từ nấu thì nó có rất nhiều ưu điểm anh chị em nhá. Thứ nhất là nó sang này, thứ hai là nó sạch sẽ này, thứ ba là nó khi mà mùa hè chúng ta nấu nó sẽ không nóng bức. Đấy, nó không có nóng nhá. Nó không có nóng bức, nó phả vào mặt mình nó rất là khó chịu anh chị em nhá. Bếp ga thì nó hơi nóng và nó hơi dơ. Đấy, nhưng mà nhược điểm của nó là mất điện không xài được. Còn ga thì xài bất cứ lúc nào. Đây em test luôn cái hồng ngoại nhá. Nhưng mà chẳng mấy khi mất điện đâu anh chị em ạ. Và một cái quan trọng nhất đó là nó tiết kiệm, nó cực kỳ tiết kiệm luôn. Nó xài công nghệ in vector. Đấy, bếp từ thì nó xài công nghệ in vector. Hồng ngoại nó lên. Thì một tháng chị em nấu rèn chỉ mất từ 100 đến 120 nghìn điện thôi anh chị em nhé. Nấu liên tục nha. Ngày 3 bữa liên tục. Còn những nhà anh chị em là không nấu ngày 3 bữa thì tiền điện chỉ có vài chục nghìn thôi. Đó. Chính em là người đã xài cái bếp này nên là em biết này. Đó. Tiền điện rất là ít thôi. Một tháng nhà em xài tất cả các điện, tiền điện đồ này kia nhà em chỉ hết 220 nghìn tiền điện thôi. Nên là những cái con bếp này nó cực kỳ tiết kiệm tiền điện luôn. Đó, bếp đã lăn tăn sôi rồi này. Rồi em sẽ tắt bếp đi này. À đây là chức năng hẹn giờ này. Đây là chức năng hẹn phút này. Đây là cancel này. Anh chị em mà không muốn đấy thì anh chị em hủy đi. Đó, rất là dễ thôi. Rồi em sẽ tắt cái bếp bên trái này đi nha anh chị em nhá. Sang bếp bên phải. Bếp bên phải này. Đó. Bếp bên phải thì cũng bếp bên phải thì có thêm chức năng chiên xào nhá. Đây là chức năng chiên xào này. Còn thì bếp bên phải thì cũng có tăng giảm y như cái bếp bên trái thôi. Đó. Và cũng đây là hẹn giờ này, đây là hẹn phút này, đây là cancel này. Đó, vậy thôi chứ không có gì cả.
Đó, vòng xung quanh này thì con bếp này nó có thêm cái màn hình hiển thị phụ này và một cái vòng led này rất là đẹp anh chị nhé, báo hiệu bếp đang chạy này. Đó. Rồi. Em sẽ tắt bếp phải đi này. Đây chức năng chiên xào này. Khi anh chị em bấm vào chức năng chiên xào sẽ hiện nhiệt độ này. 140, 160, 180, 200 thì nếu mà cứ để như thế này thì tí nó sẽ báo lỗi U15 nên em sẽ tắt đi. Và đây là chức năng của lò nướng này. Lò nướng thì có chức năng là nướng cá lớn, nướng cá nhỏ, nướng thức ăn có tẩm gia vị. Khi mà nướng cá thì anh chị em không cần cho nước nhá, còn nếu mà nướng thịt thì anh chị em nên một cho một cốc nước vào đây để cho cá nó sẽ thịt nó sẽ mềm và ngon hơn anh chị em nhá. Và để tránh trường hợp lỗi U11. Đấy. Nếu mà không cho nước vào đây sẽ báo lỗi U11 vì không phát hiện độ ẩm trong lò nha anh chị em nhá. Rồi, lò nướng ok, tất cả ok nha anh chị em nhá. Rồi, với con bếp như thế này, ngoại hình như thế này, em sẽ bán cho anh chị em là với cái giá là 4 triệu rưỡi đã bao gồm phí vận chuyển anh chị em nhá. Giá này thay một con bếp ga rất là ok anh chị em. Đấy, nhà bác nào đang chuẩn bị xây nhà thì nên mua một con như thế này, giá 4 triệu rưỡi thôi. Đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Đấy. Đây, ngoại hình bếp rất là ok anh chị em nhá. Rất ok. Hàng này mà cho vào đánh bát nữa thì thôi, em bán bếp thì em không có đánh bát, nhiều bát thì gọi đánh bát lên cho nó bóng lắm. Nhưng mà em không đánh bát. Đó. Đã dọn test kỹ ok nhá anh chị em nhá. Nên anh chị em cứ yên tâm mà xài. Rồi. Ủa nóng thế. Rồi tiếp theo là em sẽ xuống con phần bếp thanh lý này. Con bếp thanh lý này là cũng một con na này, bếp từ dương. Hai từ thôi, nó chỉ có hai từ 2 kW và một cái lò nướng. Đấy, lò nướng đây. Đấy, đây là ngoại quan của bếp này. Chị em có thể thấy hồng thành má này. Con này thì thanh lý anh chị em nhé. Đó, bởi vì sao thanh lý? Bởi vì nó chạy nó cái quạt nó hơi kêu ầm ầm một xíu. Thì đây là em sẽ thanh lý cho anh chị em. Giá của em nó ra đi là 1,8 triệu nhé. Giá của em nó ra đi là 1,8 triệu. Đấy. Con này thì 1,8 triệu này. Giá này thì em bao luôn phí ship cho anh chị em nhé. Thanh lý là bao luôn phí ship luôn. Giá này thì rất là hời rồi. Anh chị em là về xử lý lại cái quạt. Xử lý lại cái quạt là nó ok à. Đấy. Em nhắc cái này xuống đây để em test cho anh chị em xem. Bao chạy ok tất cả mọi chức năng nhá. Con này là thanh lý nhưng mà chức năng thì chạy ok hết. Đây. Con này là Nationan KZ K221A nhé. Đó. Con này bếp từ dương. Đã tiết dọn ok hết rồi, đây chuẩn bị cho lò nướng này, đã tiết dọn sạch sẽ hết rồi, em cứ yên tâm mà xài thôi. Đây bên trong hộc nướng này sạch rồi nhá. Đó, bên trong hộc nướng sạch nhá. Đây là bụi nhá, để lâu quá nó bụi thôi, những cái ấy nó bụi lên thôi chứ không có phải dơ đâu nhá. Đó. Thì có bếp này em thanh lý cho anh chị em thôi. Đây là chức năng bật bếp bên phải này. Đó, nó kêu nó hơi ù một xíu anh chị em nhé, chị em có thể nghe được. Cái này thì để im xài được, chả cần thiết phải xử lý cái quạt. Đó, thì giá thanh lý cho em nó là 1,8 triệu bao ship luôn. Thanh lý em nó 1,8 triệu bao ship luôn anh chị em nhé. Và lưu ý nhé, tất cả các bếp này bán đi là anh chị em phải có cọc nhé. Đó. Chẳng hạn như con này anh chị em cọc 500 1 triệu con này cũng vậy. Đó, phải có cọc em mới gửi nhá. Bếp này nó không có nhẹ như bếp Việt Nam mình đâu. Chẳng hạn như một con bếp từ dương của Việt Nam mình nó chỉ rơi tầm khoảng 6-7 kg. Nhưng mà con bếp từ dương này nó nặng đến 19 kg lận. Con này nặng 19 kg và con này nặng 21 kg. Nên anh chị em nên phải biết nhá. Bởi vì bếp từ Nhật nó rất là nặng. Đấy, bếp từ Nhật nó rất là nặng. Con này được cái mặt kính rất là đẹp này. Con này mặt này rất là đẹp. À, hơi kêu một xíu bán 1,8 triệu thôi, giá rất rẻ rồi. Đó, sôi ok anh chị em nhá. Rồi sẽ test bên phải, nó chức năng thì y xì con kia thôi, nhưng mà nó là xài ở hông này, đây là cũng lên xuống này, đây là cũng nút này nút tăng giảm nhiệt độ sôi này, 140, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đấy, nó y xì cái kia thôi. Đấy, đây là chức năng chiên xào của bên này này. Đấy, sùng sục này. Ê, em giảm này. Em giảm nó sẽ giảm theo nhá. Đó, bây giờ em giảm nó sẽ giảm theo này, chứ không như bếp Việt Nam nhá, sôi bùng rồi giảm nhá. Đây là em giảm nó sẽ giảm theo này. Tắt đi này. Đây là chức năng này là nó hiện con cá nên là chiên xào này. Còn đây là chức năng của lò nướng này.
Đấy, chức năng của lò nướng này. Đây là hẹn, như bên đây là hẹn giờ, hẹn phút gì đấy này. Em trả đây, trả cho về con bếp này. À đây này, bên đây là hẹn giờ, hẹn phút này. Muốn hẹn cái gì thì anh chị em hẹn ở đây nhá. Đây là phút này, còn đây là tắt này. À, đơn giản thôi. Rồi, con bếp này thanh lý luôn cho anh chị em giá 1.800.000. Anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ em nhé. Đó, 1.800.000 thôi. Còn con này là 4.500.000 chị em nhé, 4.500.000. Đó, anh chị em nào mua về xài luôn thì xài con này, còn mua thanh lý thì mua con này. Đấy, em thanh lý hai con, hai con như vậy nhé. Rồi, anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ em nhé. Nhớ cho em một like, một đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Chào anh chị em ạ.